Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị Tổng công ty Hàng không Việt Nam chưa tính phụ thu nhiên liệu 5% vào giá vé máy bay nội địa. Đề nghị của Bộ nhằm đảm bảo mối tương quan với giá cước các ngành vận tải khác và thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bình ổn giá cả thị trường. Do tình hình giá xăng dầu tăng làm ảnh hưởng đến cân đối thu chi, nên Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã xin phép Chính phủ được đưa phụ thu nhiên liệu vào giá cước máy bay nội địa với các chặng bay trên 500 km là 50.000 đồng một vé và các chặng bay dưới 500 km là 30.000 đồng một vé. Mức thu này sẽ được ghi tách riêng trên vé và sẽ hết hiệu lực khi giá nhiên liệu bay bình ổn trở lại. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Bộ Tài chính chưa đồng ý với đề nghị phụ thu chi phí nhiên liệu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Mặc dù vậy, Bộ Tài chính cũng gợi ý trong trường hợp Vietnam Airlines đã nỗ lực tiết kiệm chi phí và thực hiện triệt để các biện pháp tăng doanh thu nhưng vẫn không cân đối được thu chi và kinh doanh vẫn bị lỗ thì có thể đề nghị Chính phủ xem xét giảm thuế nhập khẩu nhiên liệu máy bay hoặc điều chỉnh chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo lên Ủy ban nhân dân thành phố về thực trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý phòng cháy chữa cháy đối với các trạm xăng dầu ở thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị được đưa ra là: trước mắt, không cấp phép xây dựng mới các trạm xăng dầu ở khu vực nội thành, ra quyết định giải tỏa các trạm xăng dầu vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy không thể khắc phục được. Qua kiểm tra, thành phố hiện có 500 trạm hoặc cửa hàng xăng dầu, trong đó có 11 trạm vi phạm quy định về an toàn phòng chống chữa cháy không thể khắc phục, phải giải tỏa. Ngoài ra còn có 40 cửa hàng có vi phạm về tiêu chuẩn. Phương pháp phân tích nhanh dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên rau quả bắt đầu được áp dụng tại một số vùng trồng rau của tỉnh Phú Yên. Với phương pháp phân tích này, chỉ sau 2 giờ đã có được kết quả kiểm tra, giúp ngành chuyên môn nhanh chóng đưa ra kết luận về chất lượng an toàn của rau quả. Trong trường hợp dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên rau còn cao, nhà chuyên môn sẽ khuyến cáo người dân tiếp tục giữ rau trên đồng ruộng để kéo dài thời gian cách ly sau khi phun thuốc cho đến khi dư lượng thuốc bảo vệ thực vật được khống chế. Đây là một trong những bước thực hiện dự án xây dựng vùng sản xuất rau an toàn của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Yên, để đến năm 2005 sẽ có 80% hộ nông dân trồng rau áp dụng các biện pháp kỹ thuật để sản xuất rau an toàn. Chi phí đầu tư mua sắm dụng cụ thấp, chi phí thử nghiệm cho một mẫu không cao, việc sử dụng không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao là những lý do giúp phương pháp này được thực hiện ngay tại cơ sở. Tiếp theo là các tin dưa hấu trúng mùa nhưng rớt giá ở Tiền Giang và giá cá tra sống ở giống ở đồng bằng ở Đồng Tháp tăng cao. Huyện Gò Công Tây là địa phương trồng dưa trọng điểm, chiếm tới 70% diện tích của toàn tỉnh Tiền Giang. Năm nay là vụ mùa cao nhất từ trước tới nay, với năng suất đạt từ 23 đến 25 tấn một hecta. Song giá cả chỉ 600 đến 800 đồng một kg thì đây cũng là vụ mùa có mức giá thấp nhất trong vòng nhiều năm nay. Mặc dù hiện nay giá đã được nhích lên mức 1.100 đến 1.200 đồng một kg, nhưng nông dân vẫn còn lỗ so với mức đầu tư ban đầu, cũng giống như các nông sản khác. Dưa hấu đang rơi vào tình trạng được giá mất mùa, được mùa mất giá. Năm nay, do giá cá tra thương phẩm trên thị trường luôn ở mức cao nên cá tra giống tiêu thụ khá mạnh. Hiện nay, giá cá tra giống tăng lên từ 300 đến 500 đồng một con. Cá tra giống tại các huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, địa phương trọng điểm nuôi cá tra giống, không chỉ được tiêu thụ ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mà còn được các thương lái mang sang bán ở Campuchia. Những ngày này ở nhiều tỉnh phía Bắc, việc chăn nuôi gia cầm đang có chiều hướng phục hồi nhanh. Đặc biệt nhiều hộ đã chuyển hướng từ nuôi gà sang nuôi ngan vịt nên nhu cầu con giống đang tăng mạnh. Có nơi đã xuất hiện tình trạng thiếu con giống cục bộ. Tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên thuộc Viện Chăn nuôi, các chủ trại chăn nuôi từ nhiều tỉnh thành đã tìm về mua con giống vịt ngan. Nhiều người đã đăng ký mua với số lượng lớn nhưng nhiều người không mua được. Mua 3.000 con nhưng thực tế giống đến ở viện chăn nuôi nhưng không đủ, đăng ký trước 2 tháng rồi. Nên đợt này nên cũng chỉ lấy được có 1.000 con. Một số chủ trại chăn nuôi gia cầm cho biết giá vịt ngan giống thương phẩm tăng gần gấp đôi so với trước và sau dịch cúm gia cầm, từ 3.500 đồng lên 6.500 đồng một con. Nguyên nhân là do nhiều hộ có điều kiện đã chuyển từ nuôi gà sang nuôi vịt ngan thịt và trứng, loại thực phẩm đang được giá trên thị trường. Gia đình chúng tôi là nói chung là đã đi tham khảo nhiều rồi, cái đồ nuôi gà là cái độ an toàn của nó không cao bằng như con vịt con ngan, nên là gia đình chúng tôi đi sâu vào con vịt con ngan hơn, tại vì đi sâu vào nuôi cá thì kinh tế thì nói chung là nó cũng không kém gì nhau đâu. Để đảm bảo lợi ích người mua và an toàn đàn gia cầm,
Trung tâm Nghiên cứu Việt Đại Xuyên đã thực hiện nghiêm túc các yêu cầu phòng dịch. Mặc dù trong cái điều kiện khó khăn về mặt kinh phí, nhà nước chưa có một cái kinh phí nào để bù đắp lại cái thời gian dịch cúm gia cầm, nhưng chúng tôi vẫn phải nghiêm túc thực hiện cái việc mà công tác vệ sinh phòng dịch cho các cái